Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Đợi với ad, no limits, ok. Let's go. Wow, được một chiếc đĩa. Ok, let's go. Rồi, ok, và bây giờ thì mình các bạn cùng mình phá tựa game tiếp theo nha. A Fresh Edge. Thank you.
một sợi đường đua khá là dài. Ok. Let's go. Các bạn cố gắng đua thật là nhiều. Sau đó thì các bạn có thể mua thêm cho mình được chiếc xe ngon hơn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Fresh Night. Let's go. Let's go. Chặng đường đua đầu tiên. Race squash. Chọn đường 2 nào. Let's go. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Risk Moto. Let's go. Let's go. Rush. Ok. Good day. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Traffic Reader. Ok. Let's go. Và các bạn có thể nâng cấp xe cho mình hoặc là mua xe khác. Rồi, và mình sẽ xem. Wish. 2.000 tiền. Anh chàng này 3.500. Ok. Ok, yo, sao mày đích rồi, còn tẹo nữa rồi, ok. Đó, thành công. Rồi. Let's go. Thank you.
Oh man. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Rich Rushing Bar. Let's go. Rồi, các bạn có thể lấy tiền và nâng cấp cho xe của mình. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Traffic Store. Let's go. Ok. Let's go. Mình bắt buộc phải cầm trên tay rồi. Ok. Cái này thì đua khó hơn cả Traffic Reader. Nó hơi giật giật kiểu gì, nhưng sao mình sẽ cố gắng để về đích quả này. Nó rất là giật luôn. Oh my god. À, lên đường này đi. Oh man. Ok. Sang đây nữa. Rồi. Và sắp đến đích cuối cùng rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Review Rushing. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Rush.
update cho xe của mình. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, CR Rushing 2. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua, và là một tựa game đua xe khá là đẹp mắt. Các bạn có thể nâng cấp cho xe của mình thành một xe đua chuyên nghiệp. Ok. Let's go. Wow, xe anh ta vẫn ngon hơn xe mình. Mặc dù dùng cả thế kia nhưng mà vẫn thua. Ok, mình sẽ phải tránh anh ta một chút. Và bây giờ thì mình sẽ đua chỗ khác để kiếm thêm tiền, sau đó nâng cấp cho xe ngon hơn, rồi đua lại anh ta. Rồi, let's go. Thank you.
rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Camper Van Speech. Đây là một tựa game đỗ xe, cũng rất là hay và thú vị. Play, let's go. Sau xe anh đỏ đi, ok. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. A Fresh Extreme. Let's go.
Wow, cái này loát có vẻ hơi chậm một chút, không biết là lý do là gì. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rush Rariba. Let's go. Xin ra đi. Xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.